Có lẽ mọi người cũng biết rằng tuyệt thế Đường Môn đã xuất hiện một đế quốc rất là hùng mạnh, và đế quốc này chính là đế quốc Nhật Nguyệt. Tuy nhiên họ khác với các đế quốc khác tấn công các thế lực tà ác bằng nhiều cách khác nhau, khiến chúng không thể hưng thịnh và làm điều ác. Tuy nhiên đế quốc Nhật Nguyệt lại làm điều ngược lại. Trong khi các đế quốc khác chiến đấu chống lại các tà hồn sư, thì họ lại mạnh mẽ trau dồi các thế lực tà ác, tức là các tà hồn sư, khiến số lượng tà hồn sư trở nên lớn mạnh. Vậy tại sao Nhật Nguyệt đế quốc lại làm như vậy? Hãy cùng LTG đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay các bạn nhé! Lý do đầu tiên là để tấn công các đế quốc khác càng sớm càng tốt, Nhật Nguyệt muốn thống nhất đại lục. Trước đó, đế quốc Nhật Nguyệt đã có cuộc đối đầu trực diện quy mô lớn với 3 đế quốc trên đại lục. Ba đế quốc này là đế quốc Đấu Linh, đế quốc Tinh La và đế quốc Thiên Hồn. Ba đế quốc này một mình không thể đánh bại đế quốc Nhật Nguyệt, để rồi xử lý các học viện đã ra tay tương trợ. Đế quốc Nhật Nguyệt không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận thất bại và sau đó vẽ ra ranh giới với 3 đế quốc lớn. Tuy nhiên, đế quốc Nhật Nguyệt vẫn chưa từ bỏ ý định tiêu diệt 3 đại đế quốc để thống nhất đại lục. Vì thất bại trước nên bọn họ không có lý do chính đáng để bắt đầu một cuộc chiến khác, và họ cũng không có niềm tin vào việc có thể đánh bại 3 đế quốc khác cùng một lúc. Vì vậy, họ đã thay đổi chiến lược, bắt đầu mạnh mẽ bồi dưỡng tà hồn sư, sau đó để tà hồn sư tiến về 3 đại đế quốc Tinh La, Thiên Hồn và Đấu Linh gây phản loạn. Bằng cách này không chỉ có thể giết chết hồn sư của 3 đế quốc, mà sức mạnh của 3 đế quốc này cũng có thể bị suy yếu. Dựa vào thực lực tổng thể của đế quốc Nhật Nguyệt, có thể nói bọn họ mạnh hơn 3 đế quốc rất nhiều. Hơn nữa còn có những tà hồn sư trợ giúp, nên đương nhiên rất tự tin tiêu diệt 3 đại đế quốc này. Điều đáng nói là Nhật Nguyệt đế quốc tuy rằng ủng hộ tà hồn sư, thế nhưng đối với chuyện này bọn hắn lại rất bí mật. Người dân Nhật Nguyệt đế quốc không biết điểm này, cũng không biết hồn sư ở đất nước của mình đều là tà hồn sư, được đào tạo bởi quản lý cấp cao. Chúng thành lập ra một giáo phái được gọi là Thánh Linh Giáo. Tông chủ Thánh Linh Giáo là Diệp Tịch Thủy, một người rất là tà ác, không biết đã giết chết bao nhiêu sinh linh. Ba đại đế quốc đều không biết chuyện này. Ban đầu tà hồn sư đều là Nhật Nguyệt đế quốc phái tới. Bọn họ chỉ nhìn thấy tà hồn sư một cách bị động, muốn chủ động tiêu diệt tà hồn sư. Thế nhưng mà những tà hồn sư này quá mưu mô, mỗi khi gặp tình huống xấu sẽ chạy trốn đến biên giới các quốc gia khác, khiến Tinh La đế quốc không dám truy đuổi bọn họ. Dù sao quân đội vượt qua biên giới chẳng khác nào khiêu khích vào tuyên chiến, Tinh La đế quốc không dám tùy ý khiêu khích phát động chiến tranh, chỉ có thể trơ mắt nhìn những tà hồn sư này vượt biên giới chạy trốn và đi đến các đế quốc khác. Nhưng một khi quân đội của Tinh La đế quốc rút lui, những tà hồn sư này sẽ quay trở lại. Ngay cả khi chúng bị hai đế quốc bao vây và đàn áp cùng lúc, chúng vẫn còn cách, đó là cải trang thành thường dân hoặc trốn vào đế quốc Nhật Nguyệt. Đế quốc Nhật Nguyệt là thiên đường của tà hồn sư và là kẻ ủng hộ tà hồn sư, làm sao có thể tiêu diệt đám tà hồn sư này đây? Vì vậy, những tà hồn sư này mới có thể hoành hành trên đại lục, đã làm hại rất nhiều người. Tuy nhiên, nếu Hoàng thất Nhật Nguyệt đế quốc làm như vậy, bọn họ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Những tà hồn sư tà ác này đã hoành hành từ lâu, cuối cùng ngay cả Nhật Nguyệt đế quốc cũng không thể khống chế được, nên bọn họ phải gánh chịu hậu quả. Rất nhiều người của đế quốc Nhật Nguyệt đã chết dưới bàn tay của tà hồn sư. Cuối cùng những tà hồn sư này đã khởi dậy sự phẫn nộ của dư luận và bị đám người Vũ Hạo tiêu diệt. Vậy các bạn nghĩ sao về điều này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.